Thưa quý vị, trong những ngày này, các tín đồ của trái bóng tròn ở Việt Nam đang được sống hết mình trong hai ngày hội bóng đá lớn của thế giới, đó là Euro và Copa America 2016. Mùa bóng lăn thì là niềm vui, là những bữa tiệc của cánh mày râu, nhưng kéo theo đó là những nỗi buồn và trục trặc của rất nhiều những gia đình. Không ít cặp vợ chồng hễ cứ đến mùa bóng đá là lại cãi nhau, mà nguyên nhân xuất phát từ những bất đồng trong sinh hoạt, sự thờ ơ của người chồng với vợ con và cả những thay đổi bất thường khiến cho cuộc sống gia đình bị đảo lộn. Thế nên giải quyết vấn đề này như thế nào? Và các ông chồng mong muốn gì từ các bà vợ trong mùa bóng đá? Đó là chủ đề chính của câu chuyện hôm nay, với sự tham gia của một nam ca sĩ trẻ tuổi có niềm đam mê rất lớn dành cho bóng đá như bao người đàn ông khác. Xin được giới thiệu ca sĩ Dương Trần Nghĩa. Xin được chào ca sĩ Dương Trần Nghĩa đã tham gia với câu chuyện chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Như trong phần dẫn vừa rồi đúng không ạ? Mùa bóng đá thì đã lăn rồi và là một tín đồ rất là ham mê bóng đá, thì không hiểu là những cái trận bóng có làm ảnh hưởng gì, xáo trộn gì đến cuộc sống gia đình nhà ca sĩ Trần Nghĩa không? Điều đầu tiên thì cũng rất là cảm ơn đã cho Nghĩa cơ hội để đến đây với một cái chủ đề mà Nghĩa rất là yêu thích. Và cái thời gian mà từ khi Euro diễn ra thì nó cũng không thay đổi gì nhiều lắm, bởi vì là cái thời gian mà hiện tại cái đang sinh hoạt cũng dành phần lớn cái lượng giờ để mình có thể xem được bóng đá một cách thoải mái nhất. Thế nhưng mà có nghĩa là ví dụ như là chồng tôi thì rất là ham mê bóng đá này, đến cái mùa bóng đá thì chúng tôi phải coi như là có những cái sự vận động, có những cái sự trao đổi trước đấy ạ. Không biết là đến giờ đi ngủ chẳng hạn, thế còn gia đình nhà anh thì sao? Tức là thỏa thuận trước đúng không? Phải có cái sự thỏa thuận. Chắc chắn là Nghĩa nghĩ cũng có rồi. Bản thân Nghĩa thì gia đình thì hai vợ chồng mới có một em bé. Và cái việc mà Nghĩa cũng phải sắp xếp để cho em bé có thể ngủ trước và sau đó mình mới có thể thoải mái xem bóng đá được thì cũng mất tương đối khoảng tầm gần nửa trận. Nhưng mà cái điều đó Nghĩa cũng cảm thấy là thông cảm được. Khá là thoải mái đúng không? Vâng, thế thì vợ của anh thì có ham mê bóng đá không? Và có bao giờ chị phàn nàn về cái việc anh xem bóng đá để ồn ào hay ảnh hưởng đến gia đình không? Bà xã của Nghĩa thì thực sự thì không đam mê bóng đá. Thế nhưng mà cũng rất là tâm lý và cũng đặc biệt là cũng tạo điều kiện cho chồng để có thể theo đuổi cái sở thích. Là ngoài cái việc mà Nghĩa xem đá bóng, Nghĩa còn đi tham gia đá bóng ở ngoài đời. Đó, và tuy nhiên là bên cạnh đó thì cũng có những cái khoảng thời gian mà cũng trục trặc khá nhiều vì do cái bản tính của Nghĩa cũng rất là đam mê thể thao, cũng đam mê quá. Lúc đó thì Nghĩa sẽ giải quyết như thế nào ạ? Thường thì như mọi người cũng đã biết thì cánh mày râu thì khi mà xem bóng đá thì đó cũng là những cái dịp và những cái cớ để chúng ta có thể ngồi với nhau nhâm nhi một chút đồ ăn đồ uống. Và sau mỗi một trận bóng thì khi mà về nhà thì người mình cũng có một cái mùi nó không được dễ chịu cho lắm. Và có những cái lúc mà đỉnh cao, đỉnh điểm thì Nghĩa cũng đã phải chấp nhận là ngủ ngoài phòng khách để nhường chỗ cho bà xã và con trai của mình. Và cái điều đó thì Nghĩa nghĩ là bất kỳ những cánh mày râu là chúng ta cũng nên có những giây phút như vậy để có thể tự cảm nhận một chút một cái nỗi đau nhỏ nhỏ. Nhưng mà ngày hôm sau làm cách nào để có thể về phòng ngủ của mình? Cũng may một cái là bà xã của Nghĩa thì cũng không giận lâu và gần như là chỉ sau một đêm thôi thì hai vợ chồng cũng có thể là nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh hơn. Còn trong lúc mà đang căng thẳng thì Nghĩa nghĩ rằng là trong bất kỳ gia đình nào chúng ta cũng không nên qua lại với nhau, lại qua tiếng lại nhiều quá. Hãy để một thời gian sau. Với cái sở thích bóng đá lớn như vậy rồi lại còn dành nhiều thời gian cho các hoạt động khác nữa. Vậy thì vợ chồng anh, nhất là đến mùa bóng đá, có đưa ra một cái thỏa thuận gì? Nhưng mà như chị Mai có vừa nói là vợ chồng chị cũng phải thỏa thuận rồi đấy. Thỏa thuận thì Nghĩa và bà xã thì cũng chưa có. Thế nhưng mà mỗi khi mà mùa bóng đá đến thì hai vợ chồng đều luôn có những cái giao kèo ngầm với nhau. Có nghĩa là mình nên tự hiểu. Ví dụ như là bà xã thì cũng khá là tâm lý, chuẩn bị cho Nghĩa một số những cái đồ mà mình có thể là ăn uống trong lúc mình xem đá bóng để cho vui hơn. Thì mình cũng không... Con trai thì đàn ông thì thường hay vô tâm một chút mà. Thế nhưng mà những ngày hôm sau thì mình cũng nên tự giác làm những hành động nó nho nhỏ. Ví dụ như là gấp quần áo hay là rửa bát. Mà Nghĩa tin chắc là những cái điều đó thì đàn ông thì hầu như là không phải là ai cũng chuyên mà cũng thích, đúng không ạ? Đúng rồi. Như vậy là để có thể thực hiện được cái niềm đam mê của mình với bóng đá thì bù lại thì anh Nghĩa thì cũng đã phải thực hiện những cái công việc khác để... Ta cũng nên tâm lý một chút. Để lấy lòng vợ mình, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Tôi được biết là những người xung quanh tôi chẳng hạn, rất nhiều người họ có nói rằng là từ khi lấy vợ họ phải từ bỏ những cái đam mê, những cái sở thích của thời trai trẻ của mình, rồi thời gian cũng bị gò bó hơn. Như bóng đá chẳng hạn, không có thể... hết giờ làm việc có thể đi đá bóng thoải mái được nữa mà phải về nhà có vợ có con. Anh thì sao, có phải từ bỏ đam mê gì từ hồi lấy vợ không? Về bóng đá thì Nghĩa gần như là chưa phải bỏ, nhưng mà có những cái sở thích khác là mình cũng phải bỏ rất là nhiều. Ví dụ Nghĩa có thể gần nhất là đi phượt, bởi vì là theo như Nghĩa hiểu ấy, theo như Nghĩa nghĩ thì những cái điều như này chúng ta chấp nhận được, bởi vì là khi mà một người đàn ông đã có gia đình
là bạn phải mang một trách nhiệm lớn hơn và cao hơn, mình lo cho những người khác nữa. Thế cho nên là những cái việc mà chúng ta gác lại sở thích của riêng cá nhân là cái điều mà chúng ta phải chấp nhận, nhưng ở trong một giới hạn mà bạn có thể sắp xếp được công việc để vừa đam mê vừa lo cho gia đình, tuy nhiên không phải là bỏ hẳn. Như vậy là vợ của Nghĩa thì sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được có một người chồng tâm lý và biết chia sẻ như vậy. Vừa nãy thì anh cũng có nói một chút là về việc là vợ anh cũng rất là chia sẻ một cái đam mê của anh. Tôi cũng biết là có bên cạnh những người phụ nữ phàn nàn về cái việc là chồng quá mải mê theo đuổi với bóng đá rồi là bỏ bê việc nhà rồi quên cả vợ con, thậm chí cái tối đến là vợ con tự khắc là đi ngủ với nhau thôi chứ đừng chờ gì ông chồng cho những ngày bóng đá này đấy. Không biết là chị Mai có thế không. Rồi nhưng mà bên cạnh đó, như cậu bạn tôi kể ra thì có nghĩa là tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ phải mơ ước về cái hoàn cảnh, về cái điều kiện đó. Vợ không mê bóng đá nhưng mà lại rất chiều chồng. Ví dụ trong mùa Euro này chuẩn bị sẵn là đồ nhóm bia này, đồ nhắm này. Thậm chí có những ông chồng thì phải đi lánh sang nhà hàng xóm hoặc là ra quán cà phê để có thể xem bóng đá. Những anh chồng, vợ bạn tôi ấy, thậm chí còn được khuyên là mời bạn đến nhà để xem bóng đá. Anh nghĩ sao? Hình như là chị này đang rất khôn hơn những người vợ khác đúng không? Đây có lẽ là một điều rất đáng mơ ước của tất cả các đấng mày râu. Và như người đã chia sẻ từ lúc nãy đến giờ thì cái việc mà bà xã hay là người vợ của tất cả chúng ta có chiều chuộng chúng ta hay là có tâm lý đến mức như nào thì người đàn ông phần lớn thì chúng ta cũng nói thật là hơi vô tâm một chút. Nhưng mà theo những nghĩa thấy thì những người phụ nữ thì người ta hay để những cái điều nhỏ nhặt, tinh tế và tâm lý. Chính vì vậy mà Nghĩa vẫn nhắc lại thôi, người đàn ông phải luôn tâm lý một chút với những cái gì mà người phụ nữ đã mang lại cho mình. Và chúng ta sẽ làm từ những hành động nó rất là nhỏ thôi nhưng tinh tế. Và cái điều đó nghĩ rằng nó cũng đủ để tạo nên một cái gia vị cuộc sống nó rất là tuyệt vời. Vâng ạ, tôi thì tôi lại hay lang thang với cái diễn đàn của những người phụ nữ thời gian gần đây đúng không ạ? Diễn đàn của chị em mà thấy họ dỉ tai nhau là đừng có mà dại gì mà mà chọc vào mấy ông chồng cái thời gian mà ông đang xem bóng đá, vì là họ rất là hay cáu gắt, rất là tập trung. Thậm chí là có những chị còn tức là có những cái sự bức xúc với chồng, ví dụ như là hỏi thì thấy chồng nói vùng vằng cho nó xong chuyện, thậm chí là hỏi thêm thì thấy chồng im lặng, hỏi nữa thì chồng cáu gắt, và cuối cùng mình chỉ dối xách quần áo về nhà bố mẹ, và cho đến ngày hôm sau thì bố mẹ sang can thiệp rất là căng thẳng, thì hỏi câu chuyện ra chỉ đơn giản là cái đội bóng mà anh ấy thích nó thua thôi chẳng hạn. Như vậy thì không biết là có bao giờ ca sĩ Trần Nghĩa ở trong cái hoàn cảnh như thế không, và sẽ an ủi cái người phụ nữ của mình như thế nào? Đây có lẽ là một cái chủ đề mà Nghĩa nghĩ rằng là nó cũng không phải là mới, nhưng mà mỗi khi nhắc lại thì Nghĩa cũng thấy rất là thú vị. Vì ngay từ hồi bé thì Nghĩa cũng xem rất nhiều bộ phim lấy cái chủ đề mà vợ chồng lục đục với nhau trong những cái mùa bóng đá như thế này. Bản thân Nghĩa thì cũng không gặp nhiều, nhưng cũng không phải là có. Tuy nhiên thì Nghĩa cũng hiểu cái tâm lý của người đàn ông lúc đấy là chỉ mang cái tâm lý nó hơi thắng thua một chút thôi. Có phải là như vậy là xấu tính không? Đàn ông có vẻ nó cũng là xấu tính, nó cũng là xấu tính. Nó cũng là xấu tính, nhưng với những người vợ mà biết thông cảm thì lúc đó là những cái tính rất là đáng yêu của người đàn ông. Đó thì chung quy lại chúng ta vẫn phải hài hòa giữa vợ chồng với nhau. Thì tức là người phụ nữ là phải biến cái tính xấu của chồng thành cái tính đáng yêu như cách chia sẻ của ca sĩ Trần Nghĩa đúng không? Tính xấu đáng yêu. Tính xấu đáng yêu. Nghĩa nói là tính xấu đáng yêu. Có lẽ là nên tâm lý và cả hai cùng tôn trọng cái sở thích cho nhau. Vâng, và từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta chỉ tập trung nói về nỗi niềm của các bà vợ khi mà ông chồng thì đam mê bóng đá mà bỏ bê mọi thứ. Nếu mà có một cái lời chia sẻ gì đó cho cho vợ của mình nói riêng và cho những người phụ nữ nói chung khi mà mùa bóng đá thì đến rồi, thì anh sẽ chia sẻ như thế nào để cho các chị thì cứ yên tâm và vợ mình thì rất là yên tâm rồi, đúng không? Bóng đá thì đúng không ạ? Đang diễn ra rất là nóng rồi, và cái sức nóng của nó càng ngày càng tăng, và mỗi một càng vào đến cái vòng trong thì có lẽ là các anh càng quyết tâm hơn bao giờ hết, đúng không ạ? Cái điều đầu tiên thì Nghĩa cũng rất là muốn thay mặt cho tất cả những cánh mày râu trong mùa Euro cảm ơn đến các vợ, các mẹ và những người phụ nữ đã luôn luôn quan tâm, luôn luôn chăm chút cho chúng ta những cái điều nó rất nhỏ nhặt trong mỗi một trận đấu. Và hy vọng là với những cái sự yêu thương và đùm bọc như thế thì các anh chúng ta cũng phải biết ý một chút để chúng ta sẽ làm những cái hành động nó nhỏ nhặt, nó nhỏ thôi nhưng Nghĩa đã nói từ nãy giờ rất là nhiều rồi, nó nhỏ nhưng nó tinh tế và nó như một cái câu trả lời, một cái sự cảm ơn đến tất cả những người phụ nữ mà bên cạnh mình. Nghĩa nghĩ rằng đó là một cái điều mà bất kể những người đàn ông nào cũng có thể làm được, chắc chắn là làm được. Chắc chắn là làm được.
Tôi thì tôi thấy rằng là với những chia sẻ của ca sĩ Dương Trần Nghĩa thì tôi thấy là có lẽ rằng những ngày hôm nay, những người phụ nữ, những người vợ, những người mẹ, kể cả những người con nữa, đúng không ạ, khi mà xem chương trình này thì sẽ cảm thấy rất là ấm lòng. Bởi vì cái bóng đá, cái niềm đam mê thể thao cũng là một sở thích, và khi mà chúng ta nghĩ đấy là những cái tật xấu thì chúng ta sẽ bị căng thẳng, và đôi khi gia đình chúng ta sẽ có những sự rạn vỡ, có thể là nhỏ nhưng cũng có thể là lớn, đúng không ạ? Và chúng tôi rất cảm ơn ca sĩ Dương Trần Nghĩa về câu chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, có lẽ là chúng ta kể xấu đàn ông vậy thôi, nhưng mà phụ nữ chúng tôi thì không phải là không biết, không thông cảm với những đam mê của chồng. Bởi chính chúng tôi cũng có rất nhiều những đam mê và những sở thích. Tuy nhiên các ông chồng thì đừng vì đam mê quá mà chị em phụ nữ cảm thấy, làm cho họ cảm thấy bị bỏ rơi, bị cho ra rìa. Các ông chồng thì nên cân đối, bởi vì bà vợ nào thì cũng mong muốn gia đình luôn luôn yên ấm và vui vẻ. Một lần nữa xin cảm ơn ca sĩ Dương Trần Nghĩa đã tham gia chương trình.